Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình xin tuyên bố với các bạn chính thức, từ bây giờ mình đã trở thành vua hải tặc rồi nha các bạn. Biết vì sao không? Tại vì các bạn thấy không, tóc của mình đã bạc hết rồi. Mình không biết là do mình già đi hay là do mình mạnh đến nỗi mà giống như Luffy trở thành Gear 5, cho nên đầu đã bạc hết rồi các bạn ơi. Rồi thôi, nói giỡn thôi. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với team 500 anh em cùng nhau đi săn tất cả những con boss, và mình sẽ cố gắng để có thể tìm được những món vũ khí đặc biệt của những con boss này. À rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi. Đầu tiên là mình đang đứng ở cái chỗ mansion này, thì các bạn biết ở đây có ai không? Đó chính là Jack Hảo Hán các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài xem coi là Jack Hảo Hán có không. Nhưng mà trước tiên á là mình sẽ gọi là nhận nhiệm vụ. Ê, đừng có đánh tôi. Ôi ôi, ai đánh tôi vậy? Ở đây nói chung là, ui, có Jack Hảo Hán nè các bạn. Lên anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh nhau với Jack Hảo Hán nha các bạn. Vô. Làm ơn đi, làm ơn ra cái món đồ xịn xịn cho tôi nha. Làm ơn đi. Ra không? Không có ra các bạn ơi. Không sao, chúng ta lại tiếp tục đến một cái chỗ có boss gần đây nữa. Ui rồi, đánh nhau ghê vậy. Chạy thôi. Mình không muốn đánh nhau đó bạn ơi, tại vì mình đang làm nhiệm vụ mà. Rồi bây giờ mình sẽ tới một cái chỗ này kế bên đây thôi. Đây chính là nơi của anh gọi là hả? Ghê quá, ghê gớm à, đánh cực gắt đố các bạn biết đó là ai. Đó, bây giờ mình sẽ vô trong để xem coi có ảnh ở trong đây không cái đã rồi tính. À, vô coi. Không có rồi các bạn ơi, buồn, thực sự buồn luôn. Quê. Trời ơi, bo hành cúc các bạn ơi. Let's go, từ từ nhận nhiệm vụ cả mấy đứa ơi. Bình tĩnh, đừng đánh chị ấy, chị ấy rất là dễ thương. Đừng đánh chị ấy, để tí anh gọi là hạ đi điền quyền với chị ấy thôi. Rồi, let's go mấy đứa ơi. Trời ơi, bo hành cúc các bạn. Từ từ nào, đừng có đánh. Trời ơi, nó đánh như vậy là không được. Tại biết các bạn biết tại sao mình nhận nhiệm vụ không? Nhận nhiệm vụ cơ hội rớt cả đồ sẽ dễ hơn các bạn ơi. Get go, get go. Ôi, legendary gun. Các bạn ơi, mình ra được cái cung của chị nữa nè. Ôi khoẹt, tụi ơi, tụi nó đánh mình không cầm lên được. Thôi tí nữa mình sẽ cầm lên cho các bạn coi. Bây giờ là mình đã lấy được rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Bây giờ là mình sẽ đi, ở đây không có boss các bạn à. Ở đây là mình phải đi ra ngoài mới có boss được. Wow, các bạn thấy đảo Kilo to ghê không? Nó có một cái cây rất là khổng lồ luôn các bạn. Mình sẽ tới đó để mình đi tìm con boss Kilo để đánh nó, để xem coi nó có rớt ra đồ gì cho mình hay không nha các bạn. Đấy, mình sẽ cố gắng. Mình không biết, ơi, đi vòng 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 này có khi nào ra Si không ta? Các bạn nhớ lần trước mình tìm được con Si không? Con Si ba đầu các bạn, rất là ghê luôn. Ui, có không, có không? Ui, oh no, đứa nào nó đã ăn của mình? Ui, bot admin, về mấy đứa ơi, bot admin mấy đứa. Không biết ai đã tạo ra bot admin ngay lúc này. Trời ơi, cơ hội ngàn năm có một các bạn ơi. Rồi, nhanh mấy đứa ơi, let's go. Ai tạo ra bot admin mà không báo trước luôn các bạn. Không sao, mình có thể AKS được các bạn ơi. Đi. Ở mấy đoạn kia kêu về liền, mẹ găng. Rồi, bây giờ, rồi, á, ui, thanh niên này gì ghê vậy, không được rồi, mình phải đánh thôi. Này thì dám đánh boss admin mà không báo à. Một đứa đã bị mình hạ gục, hay lắm. À, rồi bình tĩnh nào các em ơi, bình tĩnh nào. Ê, bây giờ mình đang rồi. Bây giờ mình không thấy một đứa nào luôn đó ta. Boss đâu? Ơ? Boss vừa mới mở lên mà xong rồi, nhanh vậy. Mình sẽ cố gắng để gặp được anh boss Flotillo nha các bạn. Để mình gọi là hạ đánh ảnh. Ây, Jack Hảo Hán bị mình hạ gục rồi, cho nên mình không cần nữa. Từ từ để mình đi nhận nhiệm vụ của Flotillo đây các bạn. À quên nữa, cho các bạn coi cái cung của gọi là cái bà gì nè. Ôi giời, đây chính là cái cung rắn của bà gọi là Bo Hành Cúc các bạn. Bắn rồi, chiu, bắn ra màu tím các bạn nha. Ui, đã nha, bắn ra màu tím nè. Chiu, đó, rồi thôi bây giờ nhận nhiệm vụ đó các bạn ơi. Đấy, nhanh lên. Để mình lấy lại cái cây đàn guitar của mình thời sinh viên mình hay xài nữa các bạn. Đấy, rồi bây giờ let's go nè. Ê, đừng có đánh tôi. Boss đây rồi, đợi nãy giờ các bạn ơi. Rồi, lên Haki đấm nó tới các bạn. Hello, anh Flotillo. Đây, anh Flotillo nha các bạn. Anh Flotillo này mạnh lắm các bạn à. Không đùa được đâu. Rồi, đánh với Flotillo là mình phải đổi sang gọi là sử dụng gọi là Dragon Talon nha các bạn. Chứ mình không sử dụng Electric nha. Tại vì Electric á, nó không có đam bằng Dragon Talon các bạn. Đánh boss rất là lâu, cho nên là mình cần phải có cái này. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình sẽ solo với nó luôn các bạn ơi. Cố gắng để gọi là hạ lấy được cái gì, cái vũ khí của nó các bạn. Ôi giày ấy lộn, đây rồi. Woo, nó ra rồi các bạn ơi. Ơi, đứa nào đánh đi vậy? Đừng có đánh anh nào, để anh cho mọi người. Đây các bạn ơi, tên là Cavander. Rồi, thành công, lấy được thêm một món nữa rồi các bạn ơi. Let's go đi tụi nào. À, rồi bây giờ mình sẽ ally với mọi người để cho mọi người đừng có đánh mình nữa, mệt quá bạn ơi. Theo sẽ là Tứ Hoàng Bitmom các bạn. Ý,
hình như có đứa nào nó đang đánh thì phải. Không được rồi các bạn ơi, mình phải nhanh lên mới được. Không được rồi, đi thuyền kiểu này là không, rất là lâu. Mình sẽ cố gắng lên. Đúng rồi các bạn ơi, có đứa đang đánh kìa. Trời ơi, bà tứ hoàng của tôi, đừng có lấy. Mình rất là khoái cây kiếm của bà các bạn. Cây kiếm của bà là nó có linh hồn luôn nha các bạn. Được áp một cái linh hồn hình như là con cá mập thì phải. Mình không nhớ nữa, nhưng mà cây kiếm của bà có hình con cá mập các bạn. Cho nên là ui, thanh niên này ăn gian rồi các bạn ơi. No. Mình đánh kịp không? Mình đánh được không? Được không? Vô. Đây. Cố gắng giành đam các bạn. Cố gắng giành đam. Ôi! Ra rồi các bạn ơi. Đây chính là thanh kiếm Buddy của bà, gọi là Bip Mom các bạn. Yes, mình lấy được rồi, nhưng mà mình chưa có cần lấy gọi là cầm liền nữa bạn. Mình sẽ qua bên đảo bên nào ra. À hên quá các bạn, thanh niên kia hình như là ăn gian hay sao á, nhưng mà bị mình đấm luôn rồi các bạn. Mình ăn được luôn rồi mới ghê chứ. Rồi bây giờ mình sẽ bay qua bên đây để xem coi là đúng rồi. Katakuri, nhưng mà đánh Katakuri thì phải farm các bạn ơi, để mình xem coi còn bao nhiêu con. Đấy, cố lên nha các bạn, để mình xem coi là còn bao nhiêu con. À đây. Đây coi là bao nhiêu con đây, 481 con, khá là lâu. Nhưng mà quên nữa, cái con boss kilo á, lần trước mình lấy được rồi. Để mình cho các bạn coi, nó có một cái món đồ rất là hợp với mình luôn. Con boss kilo nó sẽ ra cho chúng ta một cái dòng hoa màu hồng nữ tính. Lộn, nam tính chứ bộ, mình là màu hồng nam tính mà. Nó sẽ ra cái này rất là hợp với mình luôn các bạn, rất là dễ thương đúng không? Yes, được rồi các bạn ơi, nhờ 500 anh em giúp đỡ mà mình đã đánh rồi lại ra được category rất là nhanh luôn các bạn. Đâu rồi, đây, category đây rồi các bạn ơi. Ôi mấy đứa đừng mà đừng có đánh gọi là bạn gọi là yếu lắm, mới đừng có đánh. Ui trời ơi, nó đấm bạn ghê quá các bạn ơi. Nó giỡn thôi chứ category này nó mạnh lắm nha các bạn, đánh nó không đùa được đâu. Nó đấm các bạn không chịu phát lào đấy. Đấy các bạn thấy chưa, mình là human mà đấm mình gần nửa cái máu rồi đấy. Rồi thôi, chúng ta sẽ cố gắng tập trung để đánh con boss này nha các bạn. Cố gắng đánh cho nó thật là lẹ. Tôi đi đấm tôi hoài bực mình quá, nó sắp ngẫm rồi. Mấy đứa né ra đi anh ăn. Trời ơi, mấy đứa mà ăn là buồn lắm luôn á. Tại vì chắc chắn tụi nó đã có cái món vũ khí này rồi, nhưng mà mình chưa có, không biết tụi nó ăn để làm cái gì nữa các bạn. Mình ăn để cho mình có ra cái món vũ khí của Katakuri nè. Vô nào, đây dồn nó vô góc, đúng rồi, dồn vô góc đánh cho nó dễ các bạn ơi. Đấy, dồn góc, đấy. Item drop, Spiky Trident. Yes. Cuối cùng nó cũng đã ra rồi, mình đánh mấy lần rồi, bây giờ lần này mới ra các bạn ơi, mấy đứa ơi. Anh đã được rồi mấy đứa ơi. Trời ơi, mừng rớt nước mắt ơi. Rồi bây giờ mình cho mấy bạn này coi nè. Đây, Spiky Trident. Đây là cái món vũ khí của Katakuri nè các bạn. Đây, cây đinh ba. Đó, có màu vàng nè các bạn, thấy ngầu chưa? Wow. Rồi, bây giờ là mình cho các bạn coi nè. Chọt nè đó, quơ nè. Đấy, lướt ghê lắm bạn. Rồi bây giờ thử xem coi đánh quái như thế nào đây. 2000 đam cũng khá là mạnh đấy các bạn ơi. Đấy, nhưng mà cái kiểu đánh cái này nó chọt nó lướt tới khó chịu bạn. Đấy, lên đã quá trình master luôn bạn ơi. Đánh thêm một con nữa cho nó ngầu nào. Không biết là hả các bạn nào đã sở hữu được cái món vũ khí này chưa? Với lại nãy giờ mình thấy là mình đã đánh được rất là nhiều đồ vũ khí rồi. Mình chỉ còn thiếu đúng một cái món vũ khí của Jack Hảo Hán, cho nên là chắc mình không cần phải lấy đâu các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi hết được những tuyệt chiêu của tất cả những món vũ khí nha. Đầu tiên là cây Cavender của Flotilio chưa có người yêu nha các bạn. Thì mình đã gọi là nhờ bạn này làm bao cát để mình đấm. Bây giờ mình sẽ thử tuyệt chiêu đầu tiên nha. Chiêu Z nha các bạn. Qua nè, ghê chưa? Không bị làm sao hết các bạn ơi. Sao kỳ vậy ta? Ủa, sao mình bắn nó không bị sao vậy? Hay là mình giờ anh quên bật haki kìa. Quên bật haki các bạn. quên. Rồi, bây giờ là chuẩn bị xài tuyệt chiêu lại nè. Rồi, em đứng im ở đó để anh sử tuyệt chiêu. Đó, các bạn thấy không? Flotilo khi mà lướt á, sẽ có hoa nha các bạn. Đó, có hoa mới lướt được nha các bạn. Đó, nhìn rất là ngầu và các bạn thấy không? Cánh tay để sau lưng nè. Đúng chắc Flotilo luôn. Và khi mình bật haki lên, nó sẽ có màu đen trên cái kiếm nè. Rồi, chiêu ít nha các bạn. Chà, wow. Chiêu ít này nó sẽ có sấm sét xung quanh nữa bạn, và cái tất nhiên là cái máu nó sẽ mắc nhiều hơn. Đây, chiêu Z nè, máu nó mắc ít lắm các bạn. Chuyển qua vũ khí tiếp theo thôi các bạn, mình sẽ lựa cái cây của Katakuri nha, Spiky Trident. Rồi bạn đó kêu là chấp nhận cho mình test tiếp nha các bạn. Bạn này mình xin trước rồi mấy các bạn coi nha. Rồi bây giờ các bạn thấy là sau lưng của mình, và khi mình cầm lên nó rất đẹp nha các bạn. Nhưng mà biến haki lên thì nó xấu quắc à, tại vì nó đang xì lì à. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng từ chiêu đầu tiên, chiêu Z xem như thế nào đây. Ui bay à. Mình sẽ ủi bạn này tới các bạn, ủi bay tới thẳng đó luôn. Rồi, vậy là mình hiểu rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn coi thật là kỹ nha. Đây, mình sẽ đứng ở đây và mình sẽ ủi bạn này nè. Mình có thể sử dụng tuyệt chiêu này, mình giúp mình làm cho người ta bay lên trời cũng được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu ít để xem như thế nào. Đứng im em. Để chiêu ít xem như thế nào các bạn ơi. Đâu, để xem. Hả?
Hình như thì chiêu này mình kéo lại hay sao các bạn ơi? Để tí nha, từ từ để nó hồi chiêu cái đã, mình sẽ cho các bạn coi. Hình như là mình có thể kéo người ta lại chỗ mình hay sao á. Các bạn nhìn nha, đây đứng một khoảng cách rất là xa nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đứng đây. Rồi chuẩn bị kéo nè. Whip. Đúng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn này bay lên trời thử coi nha, để xem coi nó bay được không nha. Bay lên trời. Win. Chính xác luôn, các bạn có thể bay lên trời được các bạn ơi. Vậy tính ra là cái cây này cũng khá là xịn sò nếu như mà PvP nha các bạn. Và đây là món vũ khí xịn nhất trong ngày hôm nay, đó chính là cây Bobby của Tứ Hoàng Bobmin lộn Big Bomb các bạn. Đó, body các bạn chứ phải Bobby nhầm, đây các bạn thấy không? Trên cây kiếm này nó có mắt và có miệng. Tất nhiên rồi, tại vì nó có linh hồn ở trên cái kiếm này các bạn ơi. Và cái kiếm này mình nhìn rất là giống con cá mập nha các bạn, cực kỳ giống luôn. Đó, có găng đồ gơ. Rồi bây giờ là bạn kia đứng cho anh test nha. Rồi, đồng ý rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gọi là trưởng thử xem coi như thế nào đây. Thì chiêu Z nè. Win, win, win. Đấy, mình có thể xoay vòng vòng vòng, mình có thể điều khiển cái hướng của mình luôn nha các bạn. Rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ là tới đây. Wow. 3000 mấy máu bạn ơi. 3700 máu. Một phát một mà mắc hụt hút máu như vậy đó các bạn. Tuyệt chiêu của bạn Bitmom này ngon á. Chiêu X nè, chiêu X là sẽ cây kiếm nó sẽ chỉ thẳng nha, để xem coi. Wow, đẩy đối phương ra xa và đối phương sẽ mắc cũng khá nhiều máu các bạn ơi. Nhưng mà không mắc nhiều bằng chiêu X nha các bạn, nhìn này nha. Nhìn nè. Ghê chưa? Chiêu X này mắc là 3700 máu luôn nha các bạn, tại vì nó có thể gọi là đốt nữa. Đó, đây chính là sức mạnh của thanh kiếm body của bà Bitmom Tứ Hoài. Nãy giờ test chiêu cái món vũ khí các bạn chưa có thấy thoải mái đúng không? Chưa có thấy đã đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ gọi là solo luôn cho các bạn coi. Rồi, bạn này bạn đủ mình solo luôn các bạn. Để test vũ khí mình sẽ sử dụng cây Spiky Trident của gọi là Katakuri, con trai của bà Bitmom. Rồi bây giờ sao? Em bạn hú mình kia đi ra đi nào. Ui, né được bạn. Ui, nó né được các bạn. Ghê. Rồi thôi bây giờ là chuẩn bị vô nè, tập trung vô các bạn ơi. Nãy giờ là mình nói chung là mình chưa có muốn đánh thôi. Rồi bây giờ là mình đã gọi là hạ đài đài từ. Này thì nè, vô. Này thì nè, ủa sao đánh nó mất máu ta? Ủa mình bật PvP rồi mà. À quên, chưa bật Haki. Ngu người, lần nào mình cũng quên bạn ơi. Rồi từ từ em, từ từ. Bây giờ mình sẽ canh nè. Cho. Không được rồi bạn ơi. Rồi đây để mình sử dụng cái kẹo thôi. Đấy, các bạn không? Ó mình kéo thanh niên nó lại nè. Thanh niên ui, này thì kéo lại được các bạn không? Ghê chưa? Sử dụng cái cây này khá là ghê gớm đấy các bạn. Ây da, thanh niên đánh mình cũng đau đấy các bạn ơi. Nhưng mà chắc là không sao đâu, mình đánh được mà, cứ bình tĩnh. Nè nè nè. Tuyệt chiêu nè, ghê chưa? 3100 máu các bạn ơi, ghê. Rồi, đây. Nè. Ui mình kéo hụt rồi. Ây da, đau. Này thì đánh anh nè. Tuyệt chiêu này thì đánh anh nè, 5000 máu. Ui thanh niên sắp ngủm rồi. Tội nghiệp thanh niên quá. Từ từ đây thanh niên tới đây. Không dám tới rồi các bạn ơi. Tới đây là mình sử dụng cái tuyệt chiêu kêu mình gọi là mình ủi liền, nhưng mình kéo được không? Kéo ủi nè. Ui giời ơi, tội nghiệp thanh niên. Kéo nó. Ui không được các bạn ơi, nó chơi tuyệt chiêu gì các bạn? À nó sẽ bắt ma. Kéo nè, ngủm luôn. Sorry em, anh lỡ tay thôi, đừng có giận anh nha. Rồi, em này sao đây? Em solo với à? Trời ơi, vô em, anh là ai vô? Nói chung là ai đến anh cũng tiếp hết không? Đến là đón liền các bạn. Rồi, vô cái gì? À lộn, bật Haki đồ lên đánh em. À rồi, sẵn sàng rồi đó bạn ơi. Tiệt né được cái chiêu của mình là sẵn sàng rồi đó. Này, bạn này đánh chắc ghê lắm đây. Ôi, dính chiêu rồi các bạn ơi. Cha, ui, ghê đấy, né được các bạn. Cha. Ui. Bạn này bạn sử dụng song kiếm à? Ê, bình tĩnh, song kiếm căng lắm các bạn ơi. Song kiếm đam ghê lắm, khó mà đánh được. Mình không có sử dụng song kiếm tại vì mình đang test vũ khí cho bạn coi nè. Này thì ui vậy mà hụt ta. Vậy mà hụt, này thì dính chiêu nè, khỏi né, chiêu đó là khỏi né bạn. Ui nè, này tụi ui. Chiu. Ê từ từ bình tĩnh. Này thì kéo lại nè. Ui mình kéo được các bạn thấy không? À, nhưng mà bạn này bắn lướt nên là mình kéo không có chính xác được, chứ không có kéo lại gần mình được. Bạn nó bắn lướt bạn. No. Ui, song kiếm đó bạn ơi, thì chỉ có song kiếm màu đen đó. Song kiếm màu đen đánh ghê lắm. Rồi tới đây. Tình mình tính chạy đi. Chạy đâu em ơi, chiêu này là không thể thoát được đâu. Chiêu này dính chắc chắn luôn rồi. Nè, kéo lại. Chạy ghê quá, mình không làm được. Đây cái đàn guitar. Ui, xài hụt chiêu rồi. Không được. Ún, trời ơi, vậy mà không ún được. Ê, đừng. À, xém tí là ngủm rồi. Hồi nãy dính chiêu đó có thể là ngủm luôn các bạn à. Đây, bạn này bạn đánh nhầy quá ta. Nè. Ây da, đau. Đau em ơi, bình tĩnh. Này thì chuỗi kéo khục không à. Này thì dính chiêu nè, khỏi né. Rồi, thêm một chiêu nữa có thể bạn này bạn ngủm luôn rồi bạn ơi. Cố lên, chúng chiêu. Ui. Chúng chiêu, rồi. Đi chiêu đâu, chọt. Từ từ các bạn ơi, tại vì kéo nè, kéo chúng cái nữa là ngủm luôn nè. Lụm luôn nè. Kéo chúng rồi đó các bạn ơi, hay chưa? Nhưng mà mình sắp ngủm rồi. Này thì lụm luôn nè. Sorry em nha.